viên đây, giải viên đây. Giải viên đây, vào đây. Quả lao xuyên được căng thẳng như thế. Anh Tuấn, anh tân vào tí, cầm cái máy quay để cất tiền nhé. Cầm máy quay để cất tiền. Quay đi. Sức nó mà chạy. Phải nhả cho anh chú bỏ chạy đi. Rồi. Vào đâu? Yeah.
Em chắc là nó đâu không quá. Anh Tùng ơi. Rồi trồng tay đằng đá nào. Trời ơi. Tay em thoáng hay sao kìa? Tay anh! Tay anh! Trọng tài chưa thổi cứ quắc trọng tài. Trọng tài chưa thổi cứ quắc trọng tài làm sao thổi được. Thôi, nắm trên thôi, anh nắm chuyện nhau vừa thôi. Ở đây chúng tôi không nhắm thế. Quần lưng cho nó có chơi nữa. Ổn không? Ổn, làm quay trở làm cây được. Đéo. Đi quay đi khi nào vào tôi quay cho. Ui xời. Có cái nhà. Chạy á. Ui xời. Mày cũng lớn lên thật lâu rồi, anh kìa. Ô, tao nhìn có cái quen đấy nhỉ? Đây này. Ra cánh, ra cánh cho anh, ra cánh cho anh. Vào đây. Anh Kinh. Đằng sau người em ơi, đừng đá. Trước mặt đi đằng sau. Giữa đâu, giữa đâu. Đá không giật mình. Tao không giật mình. Đằng sau anh đang chạy lên mà cứ chuyển nó giữa làm gì. Thích. Chúng ơi, ra về dưới cùng trai nào. Ôi trời ơi. Trời ơi. Này, đá rửa cái gì đây? Không đá rửa sao mất rửa nhiều thế? Đá vào cái nó cánh là rửa đâu? Giờ mệt quá. Đá hai chặng thôi, ba chặng rồi. Anh em lại đá nha, em về trước này. Yeah.
Đã về luôn. Đã luôn hết rồi. Lội mất tốn. Để về đã luôn. Bữa nặng gì đâu. Con giò đi. Đúng rồi thôi. Con đẩy đẩy cho ngã nhá để băng cỏi. Đẩy nhẹ quá. Ui. Ê em đá biên này, em đá biên này. Dùng Ronaldinho anh kia. Mà nhớ ở nào. Sáu người tập trung vào. Nhầm gôn rồi. Voi voi chuột. Mẹ nó khỏe thế nhỉ. Anh cần. Ôi à. Bác kia làm sao được? Đúng rồi. Em về thòng chút xíu là không đá bóng. Không không được tiếng nào. Tính ơi. Em về chắc rửa thay cho Hoàng ăn cho Tùng. Tùng để Tùng nó thòng luôn. Tùng mới ăn được Hoàng. Rồi em với lại Trang trên đấy. Nghe có vẻ hợp lý. Bên này. Bên đâu ra? Bên lên. Thôi để anh bắt trọng tài à. Thôi để anh bắt trọng tài. Anh chân phải bên này mà. Đúng đấy, đúng bóng đâu. Để bắt tôi đi nhá. Nói như. Trọng tài kính lộng kìa. Trọng tài dương làm thế. Để anh trọng tài dương. Anh to, lôi không vào được. Hoàng đâu? Đấy. Em ơi đứng đúng xuống 1 mét nào. Đúng 1 mét. Bên này. Theo sát. Bên này, bên này. Hay thế nhỉ, nhưng mà vẫn không trả gì. Đứng lên. Chạy sau anh chết. Đúng rồi. Ai vậy? Đâu anh ấy? Đóng rồi. Đụng nhẹ. Có mấy cậu chó ăn đâu. Mà đụng nhẹ chứ mày. Có anh Hiệp bảo đụng 1 mét kìa. Anh Hiệp ơi, 1 mét nữa rồi. Hãy cãi. Không cãi được. Không cãi được. Không cãi luôn. Không chế bóng vào này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Quyết ơi, anh Quyết 1 mét. Hay thế, hay thế nhở. Đá đi, trời đất ơi, chân mỏng làm gì? Tập chuyên nghiệp em ơi, trọng tài đi. Trọng tài chưa thổi mà. Không cho hàng nó sút. Đá đi chứ. Nhanh nhanh chuyền lên. Mất là chết đấy. Khó thế. Khó thế em ơi. Chuyền gì vậy phải không? Ra cánh ra biên em ơi, ra biên, ra biên, ra biên. Ok. Ok. Lật vào, lật vào. Chào dân anh em. Thằng vẫn quyết tật là chứng tùng mà. Theo sát một người vào, một theo một thôi. Ta thấy bóng của người ta sao không thể xếp rồi, rồi em. Tắt ra, tắt ra nào. Sau này. Rồi bạn ơi. Đấy sao? Hiền anh nhất là một, nhất là hai, cả vàng đấy. Một xe đấy. Đấy, cánh đâu, nhanh đâu. Đá lao mà, ta đi. Đá từ 4 rưỡi không ạ? Đá luôn đến 5 giờ đi anh. Đá luôn, đâu đi luôn đi. Đi chúng tôi luôn đi. Anh ta mà thấy nhìn quyệt này. Bỏ nó rồi. Tuần này cách vạch 1 mét nghe. Oh!
bình tĩnh, bình tĩnh, bình đổi sân, đổi sân. Em đào nổi đó anh ạ. Em đào nổi đó. Cánh mất, thêm mất một hai cánh đi. Cánh nó được. Tuấn vào đặt cánh. Tuấn này nghỉ đi một chút em. Thay nhau. Huy ơi, Huy qua đây. Huy con, Huy qua đây. Huy ơi. Huy. Một tay. Anh vào thay em. Rồi vào đán luôn anh em ơi. Không nghỉ đâu. Ồ, thì có 2 phút đi anh ơi, chạy trước đi. Ngất rồi. Chạy đứt thời chưa buồn. Anh mà đang dựa mày, nó là sơn rồi. Bắt đi này. Lát anh về mà bắt tố rồi, có báo. Hả? Cầm anh? Cầm đi. Cầm đi. Cầm. Anh? Con đi về sáng nhỉ? Tuấn. Anh em cố gỡ lại 2 chân rưỡi nhá. Cậu cài FIFA bắt chỉ chuẩn thôi. Bớt đi. Ông Tân đấu. Thụy Sơn. Tí tạo hoạn thì nó xúc quả đảo mình ấy quả lấy, phản đối quả lấy. Ngồi bé thôi, đang máy đang quay. Dạ. Tí em rồi em mày em cắt cái cục cây cho anh nhá. Anh yên tâm em FIFA mà. Ôi, tối lạnh nhỉ. Cái trọng tài là một cái thẻ vàng nhá, 2 thẻ vàng ra sân nhá. Cảm ơn, sau anh. 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 Cảm ơn, sau
ôm người. Bên kia kìa. Vậy là chết đấy. Cầm quay đi. Về. Một sân rưỡi. Một sân rưỡi mà về đều đóng à? Đều đóng một trận là một sân rưỡi. Còn đóng cả tháng là một sân. Tôi nờ nào tôi nữa. Nội thanh niên, ok. Có một quả nơ sến nhỏ bởi đóng thêm đi. Có một quả nơ sến nhỏ bởi cháu đóng. Anh Hiệp, em về Hiệp nhá. Anh Hiệp, anh sẽ biết được nhá. Thời gian còn dài. Ừ, về đi. Kính ơi, kính ơi, kính thấy không? Cầm mấy con em cất tiền cái. Cầm mấy con em cất tiền cái. Cầm lên đi, đang em cất tiền cái ạ. Tuấn ơi, Tuấn này. Không chuyển được máy đâu. Cứ khóa đồng hoàn này cái là hết hết đường mà. Đá vào thay thứ 6 kìa em. Bỏ nhá, bỏ nhá, nhắc nhở lần thuộc nhá. Bỏ nhá. Anh ơi! Em đã hồi vẽ. Đổi cánh đi cho anh bắt cánh anh nhiều. Đưa kính cho anh em. Đưa quay đây. Kính ở trong áo, kính ở trong túi áo kìa. Túi áo, túi áo sáng. Ok. Đó nào. Cứ đá đi, tổng đại cứ đá đi. Đó, đi. Em mà chụp tài mà tiếc thì anh bảo anh chụp tài không. Đá đi. Không biết không rồi. Không biết không rồi. Nhìn.
Ê, đúng quay đấy. Hả? Đúng quay đấy. Bây giờ anh vào đá rồi. Anh mà sao vào đá? Tính anh vào đâu? Anh vào đá 6. Trong túi rồi đó. Trong túi là áo nào? Cái áo cái kia, áo chị... cạnh hai cái cạnh hai có một cái túi vàng, một túi đỏ, một cái, và xong có cái áo túi áo ở ngoài ấy. Góc đi em ơi. Vẫn nhìn rõ lắm. Ok, một kính ở góc đi em ơi. Cầm em cất tiền cái đã rồi em đưa cho. Đừng bắt bằng đi anh ơi. Trọng tài thôi, khóa lại hỏng rồi. Ông Hùng bắt trọng tài. Lên ghi bàn thì bên họ không có ai đá, không có ai sút được mà không ghi bàn được. Ông bắt thế thì kinh rồi. Có tay, có tay. Em đá cho, em vào cho, em thay cho. Anh em cầm máy quay này. Đưa tân nhanh đi. Có tay nhá. Em không làm nghiêm túc chưa? Bắt phải trung tâm nhé. Anh có đá không anh? Anh thay lời rồi. Đi đâu kia? Nó cứng chân quá. Ôi trời ơi, không chơi chuẩn đấy em ơi. Đá đi, đá đi. Rồi, đâu em rồi, đâu em. Em quay lên trời. Quay một cái thôi, quay gì nhiều thế. Ôi. 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 Ôi
Vừa mới ra cái mất quả oan thế, bây giờ vào làm lại. Giày kia đi cóng chân nãy giờ không được đá nên cứng hết chân. Tốt, ôi trời ơi. Cắt tay, cắt tay, trời ơi. Bài rồi. Tí mày xem lại. Bạn huấn luyện đấy. Ha ha ha!
Chị Thanh về em bút tay quá. Anh em nhờ trước được không? Còn máy quay em rút được không? Bây giờ mình là sức khỏe yếu hơn người ta. Tăng ngã ra con đỏ cả. Anh cầm máy quay quay em. Có 5 phút rồi. Tân kia cái tân thủ môn kia mà. Tân đâu? Thì đá ra đây. Ôi giời, đá thế đây. Qua đi cho tài. Đá đây, đá đây. Hơn rồi, tưởng nó ngồi đây mà. Công tâm nhưng không phải là bắt trẻ con nhá. Ôi giời ơi. Ah!
Nợ xin đâu. Ôi trời ơi. Không đi không đi không đi. Thấy người đây. Bên này có thấy người không? Đây đây. Đúng cái cái người. Rồi bên đỏ đi. Lấy cho nó cái bình xịt đi. Thiệt đâu. Chúng nó bước chân tối này. Sao đấy? Nó đi em đi. Đi lấy bình xịt trong mô cam chữ. 5 phút nữa, 5 phút nữa, 5 phút nữa. Không, mình phải đá ra sân trước 5 phút. Chưa, chưa, chưa. Đá ra sân trước 5 phút đúng không nhỉ? Em ơi, cứ đến 5, 9, 5 báo. Đá lại anh ơi. Đá đi vào là hết đi hết. Cắm đi. Ô, bàn công kia kìa, bàn công kia. Không, không, không ạ. Đá đi, đá quay nhỉ. Ôi giời ơi. Đá đi, đá đi, cứ đá đi. Trong tay ra bảo nhân viên bên đấy chị. Thank you.